Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đang trong những ngày giáp Tết mà trời bỗng dưng đổ nồm, không khí ẩm ướt bức bối khiến cho các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Thông thường thì hiện tượng nồm ẩm xuất hiện vào cuối mùa đông, tức là khoảng tháng 3. Sở dĩ nồm đến sớm là bởi không khí lạnh ở miền Bắc đang trong quá trình suy yếu, đới gió đông được thay thế bởi đới gió đông đến đông nam mang hơi ẩm thổi vào đất liền, và trời tại đây rất nhiều mây và mưa phùn nhẹ, càng làm cho độ ẩm tăng lên tới 90%, gây ra cảm giác nồm ẩm. Độ ẩm tăng cũng khiến cho sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm trên hầu khắp khu vực, đặc biệt là tại vùng núi và những nơi gần sông hồ, khiến cho giao thông đi lại rất khó khăn vào sáng sớm do tầm nhìn bị cản trở. Cùng với độ ẩm thì nhiệt độ cũng sẽ tăng lên. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ có xu hướng tăng từ 1 cho đến 2 độ so với đêm ngày hôm qua và phổ biến ở mức là 14 cho đến 17 độ. Vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn, dao động ở mức là từ 10 cho đến 12 độ. Tại những vùng núi cao như là tại Sapa, Sìn Hồ, Mù Căng Chải thì nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10 độ. Thưa quý vị, ngày mai càng gần về trưa thì trời giảm mây nhanh và nắng vàng xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến ở mức 21 cho đến 24 độ, nhìn chung rất ấm áp và thuận lợi. Người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nên tranh thủ ngày thứ hai đầu tuần để vệ sinh dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới. Vì sang ngày thứ ba và ngày thứ tư, tức là ngày 28 và ngày 29 Tết, thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa phùn nhỏ có thể sẽ xuất hiện. Nhiệt độ cũng sẽ giảm đi từ 1 cho đến 2 độ. Nhưng bà con có thể yên tâm là sang đến ngày 30 Tết, thời tiết sẽ khô ráo hơn và nắng ấm áp sẽ lại xuất hiện. Nhìn chung thì thời tiết vẫn rất thuận lợi cho người dân chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ. Nằm khá gần phía Đông Bắc Bộ nên tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ cũng có kiểu thời tiết tương tự với các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đêm nay trời cũng sẽ nhiều mây và khá rét, sáng sớm ngày mai thì lại có sương mù rải rác. Nhưng mà trưa mai thì không khí lạnh sẽ suy yếu, trời cũng sẽ giảm mây hửng nắng và nền nhiệt độ tại đây cũng sẽ tăng lên mức 22 cho đến 24 độ, thời tiết sẽ ấm áp hơn. Còn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết tại đây cũng sẽ ít thay đổi so với ngày hôm nay. Vẫn là trạng thái nắng ấm và nhiệt độ trưa mai tại khu vực Trung Trung Bộ sẽ phổ biến trong khoảng là 23 cho đến 26 độ. Và tại khu vực Nam Trung Bộ thì sẽ dao động trong khoảng 26 cho đến 29 độ. Khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước sẽ là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đêm nay, trời còn rét tại khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ. Và chỉ còn hơi se lạnh tại khu vực Nam Bộ với nhiệt độ từ 19 cho đến 22 độ. Nhưng mà sang đến ngày mai thì trời lại chuyển nắng với nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ. Mức nhiệt này có thể coi là khá dễ chịu, thuận lợi cho bà con phương Nam sinh hoạt, sản xuất, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Trên biển thì không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên gió trên khu vực biển Đông đang suy yếu dần, chỉ còn ở mức cấp 4, cấp 5 với sóng biển tại đây cao dưới 2 mét. Thời tiết nắng ráo thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Tại huyện đảo Hoàng Sa, nhiệt độ dao động từ 19 cho đến 26 độ. Còn tại huyện đảo Trường Sa, nhiệt độ từ 24 cho đến 28 độ. Vâng, như vậy là miền Bắc sẽ còn duy trì tiết trời nồm ẩm và sương mù trong khoảng 2 ngày tới, trong khi các tỉnh phía Nam tiếp tục trạng thái khô ráo, thuận lợi cho cuộc sống người dân những ngày cận Tết. Và thì sẽ khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!